Lời đầu tiên cho em Việt Cường xin gửi lời chào trân trọng nhất đến quý anh chị em. Chào mừng quý anh chị em đã đến với kênh mua bán xe cũ xe lướt đã qua sử dụng của em Việt Cường. Thì hôm trước em Cường có lên sóng cho các bác một chiếc Cuado bản 2 Canchi, đây là bản cao nhất. Thì ngày hôm nay em Cường lại đang về thêm một chiếc Cuado nữa, sản xuất năm 2019. Đây là chiếc xe phiên bản LT các bác nhá. Các bác nào mà có quan tâm đến bán tải trong tầm tài chính hơn 400 triệu có thể nán lại để xem chiếc xe có màn ảnh nhỏ của em Cường nhá. Đây các bác ơi, trước mặt chúng ta đây là chiếc Cuado sản xuất năm 2019. Chiếc xe này là phiên bản NT các bác nhá. Chiếc xe là máy 2.5, ngoại thất màu trắng, mang biển số Hà Nội. Các bác nào có quan tâm chỉ hơn 400 triệu và đặc biệt là 425 triệu có thương lượng thêm. Đó. Thì em sẽ quay qua chi tiết của chiếc xe. Các bác nào có quan tâm thì có thể là alo cho em Cường để nhận một cái giá tốt nhất cho các bác nhá. Đấy, trước mặt chúng ta đây. Xe em vừa mới về các bác nhá. Xe vừa mới về này, dàn lốp này. Đó. Lốp rất là bẩn và mòn vì là xe 2019, nếu mà như bán tải thì chạy rất là nhiều. Đó. Đây hệ thống cụm đèn của xe đây ạ. Hôm trước là bản 2 Canchi, bản 2 Canchi là bản cao nhất rồi. Đây còn con này là bản NT, có một phiên bản NTZ nữa cơ. Đó. Hệ thống cụm đèn của xe này. Các bác có thể nhìn thấy là những cái mép này. Sơn này vẫn còn này. Đó. Em Cường sẽ quay cận cảnh chi tiết những chiếc xe về nhà em có như nào thì em Cường sẽ chia sẻ như thế để các bác cảm nhận. Các bác nào mà có quan tâm hơn thì có thể alo ngay cho em Cường để đến xem xe, lái thử và trải nghiệm. Địa chỉ nhà em tại số 5 đường Trần Vị, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội các bác nhá. Đó. Alo cho em Cường để nhận mức giá tốt nhất. Đây, cái mép cánh cửa này rất là đều. Chiếc xe về nhà em thì luôn luôn cam kết chất lượng bằng văn bản cho các bác, đó là không đâm đụng ảnh hưởng đến kết cấu, không gầm chassis, không gầm nước, không bổ máy, tháo máy, hạ máy các bác nhá. Đấy. Không vướng vào những cái chi tiết cam kết của nhà em. Đó. Bên ngoài này có xi nhan tích hợp trên gương. Đấy, có vè mưa trong ố kính này. Đấy. Đây là những cái đồ chủ cũ nên nha các bác nhá. Đấy. Có bậc để chân lên xuống này, khá chắc chắn luôn. Xe về chưa sơn tỉa một tí nào. Đây vẫn còn bẩn đấy các bác ơi. Mưa này. Vì hiện tại nhà em hiện tại bây giờ đang rất là nhiều xe. Các bác có thể thấy này. Đó, rất là nhiều xe. Nên là bây giờ xe thì có phải là để những cái xe mới về chưa làm gì. Làm gì thì là bọn em phải để ở bên ngoài như này. Đó, để đi lại. Hoặc là để di chuyển. Nên là không thể tránh khỏi được những cái ố kính, ố nước này. Nếu mà chiếc xe bọn em dọn dẹp đẹp rồi ấy, thì bọn em sẽ để vào trong nhà các bác nhá. Đó. Lốp này là lốp theo xe 2019 này, tuần 06-2019 này các bác nhá. Đó. Lốp này thì có bị ăn đinh, thì tí bọn em sẽ đi vá. Mộc mạc nguyên bản theo xe. Đó. Hệ thống cụm đèn đây. Bản NT 29H31166. Có camera nùi. Gầm xe Hà Nội khá sáng. Mua xe bán tải thì thông thường là các bác để đi về chở đồ hoặc là đi gia đình, đi phượt, đi chơi. Đó. Máy dầu. Cốp bằng sau đây. Nhựa khá là cứng các bác nhá. Những cái mép này, đinh tán này. Em quay chân thật nhất cho các bác xem. Đó. Đồ đạc theo xe vẫn còn. Em chưa tháo rời cái gì cả. Đó. Các bác có thể thấy nhựa này, nó rất cứng luôn. Đó. Khá là ok. Bỏ ra hơn 400 triệu mà chúng ta lấy đi được một chiếc xe số tự động thì cũng khá là ok các bác ạ. Theo em thấy thì là chiếc Cuado này thường thường rất ít anh em sử dụng. Rất ít anh em sử dụng, nhưng mà nếu được các bác nào yêu quý thì rất là ok. Cái này bị vỡ kính các bác nhá. Kính bị vỡ hay làm gì thì em cũng không rõ nữa, nhưng mà chủ cũ thì là cái này là bên miếng tôn này, không phải là kính nữa. Chắc là bị vỡ rồi. Nốp đây. Xe mộc nguyên bản. Đấy. Keo chỉ của xe này, các bác có thể thấy này. Đó. Có như nào em Cường có như nói như thế các bác nhá. Vì là xe về xe mộc, em tự tin em quay lên thì là chất xe nó như nào. Vì những chiếc xe có thể là nhiều xe quá em không thể quay được. Ở ngoài kia có 3-4 xe nữa cơ. Nếu mà trong ngày hôm nay em Cường có thể quay được thì là em sẽ quay lên cho các bác xem. Để cảm nhận rõ hơn xe mộc nó sẽ như thế nào và xe dọn lại nó sẽ như thế nào. Dọn lại nó sẽ đẹp hơn thôi. Sơn xi lại thì nó đẹp, nó căng hơn. Đó, ghế này khá cứng. Thường thường bán tải hàng ghế sau cứng lắm. Đó. Nội thất hai màu, đen và xám. Mộc mạc nguyên bản đây. Em rất thích quay những chiếc xe mộc này. Quay nên cho các bác cảm nhận rõ hơn. Ghế chỉnh cơ các bác nha. Đây vào bên trong đi. Chiếc xe xem đi mấy vạn rồi.
lốp bằng cả dàn theo xe. Cái con 2 can chi thì sẽ đầy đủ option hơn, còn phiên bản NT thì sẽ không có gì. Đó. Ở trên vô năng này. Đây, hệ thống cụm đèn đây, gần mưa đây. Xe đi 95.980 km, tương đương với 9 vạn năm các bác nhá. Màn hình này. Đó. Hệ thống điều hòa cũng như là vô năng này. Khá là ok. Cần số các bác ơi. Cần số chiếc xe 9 vạn đây. Hàng ghế phụ đi ạ. Khá dày căng. Đúng rồi, chiếc xe đẹp. Chân nè, chân nỉ. Đây, có một hai vết bẩn nhỏ thôi. Cái này dọn dẹp nên là rất là căng luôn. Đó. Khung camera hành trình. Đây, hệ thống đèn. Đây em mở máy cho các bác xem, máy 2.5 các bác nhá. Ai da. Nó có bộ khá là dày. Đây keo chỉ các bác ơi. Đó. Từng cái đinh tán ở miệng cảng trước này, hay là những cái song sắt này, xương xe này, thì em Cường sẽ quay cận cảnh chi tiết cho các bác xem. Đó. Các bác nhìn thấy cái này không? Thường thường đi xem xe cái này này vẫn còn các bác nhá. Bọn em rất là để ý những cái chi tiết nhỏ như này. Những cái chi tiết nhỏ này có thể là cho chúng ta cảm nhận được rõ hơn về chất lượng của xe. Đôi khi mất rồi thì mình có thể xem kỹ hơn, còn nếu mà còn thì em vẫn phải xem kỹ cho các bác ạ. Nhưng mà còn thì có vẫn là hơn, vì là nó là zin theo xe. Chỉ trong tổng tài chính 425 triệu có thương lượng. Các bác nào đang có quan tâm đến bán tải thì là có thể là xem qua chiếc xe Kuro của em nhé. Và lời cuối cùng thì cho em Cường xin phép kết thúc video ở đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.